Anh đập vào mặt vợ em rồi. Tôi không chấp hành hiệu lệnh. Bọn em qua em vi phạm cái gì anh đập vỡ cái cổng của mẹ vợ em rồi. Em không có gương chiếu hậu, người ta dừng em lao thẳng vào nữa. Cái này anh đập vào mặt vợ em như này là em không đồng ý đâu, tím cả mắt rồi. Anh không đưa vợ em đi khám, vợ xuất trình giấy tờ cho các anh ý. Cái này bọn anh đứng ở đoạn cua như thế này, bọn em đi qua bất ngờ làm sao mà em dừng được. Bọn em nói thế không đúng đâu. Anh Nguyễn Trọng Tuấn nhá, số hiệu là 252. Nguyễn Trọng Quốc, số hiệu là 252974. Vâng, em nhất trí vi phạm nhưng mà anh đánh vợ em như này không được. Không ai đánh, không em không đồng ý. Anh vừa bút vào mặt vợ em xong có cả người dân làm chứng luôn. Đây có cái em này làm chứng này. Em gọi luôn em này ở lại làm chứng này. Tí nữa còn cả ba cái làm chứng nữa. Anh bây giờ anh phải đưa vợ em lên trên cơ sở y tế. Cả hai em không chấp hành hiệu lệnh. Anh Đoàn Như Luận này, số hiệu là 253384 này, công an huyện Chiêm Hóa này. Bây giờ vợ em không mở được mắt ra nữa rồi, bọn anh định như nào? Bọn anh thích như nào? Vợ xuất trình giấy tờ cho anh xem. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Vâng, chắc hẳn đến giờ này thì mọi người nhìn thấy tấm ảnh này thì mọi người cũng đã hình dung ra cái câu chuyện mà mình muốn cập nhật để cho mọi người được biết, liên quan đến một cái video mà đã dài khoảng 6 phút đang được rất là nhiều người chia sẻ trên cộng đồng mạng xã hội, liên quan đến cái việc là cảnh sát giao thông bị tố khi vụt gậy vào mặt một người phụ nữ đi xe máy. Thì cái video đó thì lúc này đang được mọi người chia sẻ rất là nhiều, chắc hẳn là mọi người cũng đã được xem rồi. Thì mình cũng sẽ không để lên đây nữa mà mình chỉ muốn cập nhật cho mọi người những cái thông tin mới nhất liên quan đến cái việc là cảnh sát giao thông bị tố là đã vụt gậy vào mặt một người phụ nữ đi xe máy. Thì lúc này công an của tỉnh Tuyên Quang đã lên tiếng. Thì lãnh đạo của đội cảnh sát giao thông huyện Chiêm Hóa của tỉnh Tuyên Quang cho biết đã nắm được thông tin và về người dân phản ánh cái vụ việc là cảnh sát giao thông vụt gậy vào mặt và đang điều tra để làm rõ. Thì hiện nay đơn vị đang phối hợp với đội điều tra tổng hợp công an huyện Chiêm Hóa để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc từ thông tin phản ánh của người dân. Thì chúng tôi nhất định sẽ làm rõ vấn đề này, nếu có vi phạm thì sẽ xử lý công khai vụ việc. Thì Trung tá Đào Đức Phương, đội trưởng đội cảnh sát giao thông huyện Chiêm Hóa của tỉnh Tuyên Quang cho biết. Thì ngày 11 tháng 9, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ra cho rằng cảnh sát giao thông huyện công an huyện Chiêm Hóa của tỉnh Tuyên Quang đã vụt gậy vào mặt người phụ nữ đi xe máy trong quá trình dừng xe để kiểm tra vi phạm. Thì theo hình ảnh trong đoạn clip dài khoảng gần 6 phút thì một thanh niên đã tố chiến sĩ cảnh sát giao thông trong tổ công tác đã vụt gậy vào mặt của vợ anh ta để dừng xe. Sau đó thì thanh niên này tỏ ra bức xúc và yêu cầu tổ công tác phải đưa vợ mình lên trạm cơ sở y tế để kiểm tra. Thì sáng ngày 12 tháng 9, đội trưởng đội cảnh sát giao thông của huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang cho biết đơn vị đã nắm được thông tin về vụ việc là người dân tố bị cảnh sát giao thông gây thương tích và đang cho các cán bộ có mặt trong vụ việc làm báo cáo để làm rõ thông tin như phản ánh. Thì theo Trung tá Phương, ngày 11 tháng 9, thì tổ công tác của lực lượng cảnh sát giao thông huyện Chiêm Hóa thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tuyến đường QL quốc lộ 3B từ thị trấn Vĩnh Lộc đi xã Yên Nguyên. Thì khoảng 7 giờ 30, tổ công tác tuần tra kiểm soát tại km thứ 267+300 thuộc thôn Cầu Cả, xã Yên Nghĩa, huyện Chiêm Hóa của tỉnh Tuyên Quang thì phát hiện hai xe máy chạy với tốc độ cao theo hướng thành phố Tuyên Quang đi Chiêm Hóa. Thì xe máy đi trước mang biển kiểm soát là 22B110915 do chị Nông Thị Mai, sinh năm 1999, trú tại xóm 6, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang của tỉnh Tuyên Quang, chở theo chồng là anh Nguyễn Đức Giang đi trước. Thì đi phía sau là xe gắn máy do anh Nông Đức Anh, sinh năm 2003, trú tại xóm 23, xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang của tỉnh Tuyên Quang cầm lái. Thì nhận thấy xe 21B119015 không có gương chiếu hậu và chạy với tốc độ cao, có dấu hiệu vi phạm luật giao thông nên chiến sĩ Đoàn Như Luật, tổ viên của tổ công tác dùng gậy chỉ huy giao thông ra lệnh để dừng xe kiểm tra. Thì lúc này chị Nông Thị Mai không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng cảnh sát giao thông mà lao thẳng vào vị trí chiến sĩ Đoàn Như Luận đứng, thì khiến anh Luận phải lùi về phía sau, tránh ra sau. Sau đó thì xe máy này tiếp tục tăng ga bỏ chạy về hướng Chiêm Hóa. Thì một lúc sau, nhóm của chị Mai, anh Giang và anh Anh quay lại nói bị cảnh sát giao thông vụt gậy vào mặt. Quan sát thấy chị Nông Thị Mai bị thương ở vùng mặt nên tổ công tác đã nhờ xe ô tô đi đường, rồi cùng chị Nông Thị Mai và anh Nguyễn Đức Giang đến trung tâm y tế của huyện Chiêm Hóa để kiểm tra vết thương và điều trị. Thì đây là những cái thông tin mà mình muốn cập nhật cho mọi người biết liên quan đến vụ việc này. Thì như mọi người biết rằng thì cái clip đó đang được mọi người lan truyền rất là nhanh trên cộng đồng mạng xã hội. Và trong clip thì anh chồng lên tiếng về cái việc là cảnh sát giao thông không biết được một trong số những người này đã
dùng cái gậy để vụt vào mặt trong khi mà muốn dừng cái xe đó. Bởi vì theo như phía cảnh sát giao thông họ nói thì chiếc xe đi đầu mang cái biển kiểm soát mà do chị Nông Thị Mai đó điều khiển thì xe này không có gương chiếu hậu. Thì cảnh sát giao thông họ đã phát hiện về cái việc là không có gương chiếu hậu cộng với chạy tốc độ cao thì họ đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Nhưng theo ý phiên phía cảnh sát giao thông thì những người này không chịu dừng xe mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Và nhóm này đã bỏ chạy một đoạn, sau đó thì mới quay lại và tố cảnh sát giao thông là vụt gậy vào mặt vợ mình. Thì lúc này thì phía cơ quan chức năng họ đang tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc liên quan đến cái nhóm cảnh sát giao thông này. Và tất nhiên lúc này thì tất cả những cái người mà có mặt trong vụ việc hôm đó thì họ đang phải viết một cái báo cáo tường trình về cái vụ việc hôm đó xảy ra tình hình làm sao. Thì như mọi người đều biết rằng thì phía cơ quan chức năng thì họ đã có những cái thông báo về cái việc là sẽ kiểm tra đúng người đúng tội, nếu như có đúng như phản ánh của người dân thì sẽ được xử lý công khai để cho mọi người được biết. Vì trong suốt thời gian vừa qua thì chúng ta đều biết rằng thì rất nhiều những cái trường hợp mà những người tham gia giao thông họ không chấp hành luật giao thông, dẫn đến cái việc là gây ra rất nhiều cái vụ việc đau lòng cho những cái người đi đường. Mặc dù thì họ đi bộ hoặc đi xe đạp nhưng mà rất là nhiều các đối tượng thì phóng nhanh vượt ẩu thì họ cũng đã đụng phải những người đi đường, dẫn đến cái việc rất đau lòng xảy ra. Thế nên lúc này thì lực lượng chức năng mà để đảm bảo cái việc là an toàn giao thông thì mọi người thấy rằng rất là nhiều khi mà đụng, có một số cái trường hợp thì do là đụng độ giữa cảnh sát giao thông và những người tham gia giao thông đi đường thì họ cũng đã livestream hoặc là quay lại những cái video để làm bằng chứng. Thì thực hư sau phía những cái video đó thì mọi người biết rằng phải chờ phía cơ quan chức năng họ kiểm tra thì mới biết được vấn đề đâu là sự thật. Bởi vì lúc này thì sau khi mà cái video đó được đăng tải lên các trang mạng xã hội thì nó gây ra rất nhiều những cái luồng ý kiến trái chiều. Thì một số người thì cho rằng là cảnh sát giao thông thì họ cũng có cái sai khi mà họ, nếu trong trường hợp mà họ có dùng gậy để cản cái người đó lại thì mà va vào mắt thì đúng ra những thì cũng là sai. Còn rất là nhiều người cũng có nói rằng là trong trường hợp mà phía hai cái người mà chạy trước kia họ chạy mặc dù không có gương chiếu hậu cộng với việc là chạy tốc độ cao, không chấp hành cái luật cái lệnh để dừng giao thông, dẫn đến cái việc đau lòng này thì họ cũng có một phần sai. Và trong cái việc vụ việc này thì mọi người biết rằng thì để mà nói rằng thì cả nếu mà trong trường hợp mà như mọi người nhận xét trên cộng đồng mạng xã hội thì mọi người đều nói rằng thì trong trường hợp này thì có thể rằng là cả hai người cũng sai, bởi vì một người thì không có gương chiếu hậu, không chấp hành cái hiệu lệnh để phải dừng xe để kiểm tra, trong khi đó thì có thể là cho rằng họ lúc này thì mọi người đã, vợ chồng nhà anh ta đang tố cảnh sát giao thông là vụt gậy. Nếu có trong trường hợp mà có vụt gậy thật vào mặt thì mọi người biết rằng thì phía cảnh sát thì họ cũng sai. Và mình mong rằng thì tất cả những người mà tham gia tất cái luật giao thông này thì mọi người hãy chấp hành để cho người dân có một cuộc sống được bình yên. Bởi vì mọi người biết rằng thì sau những cái việc mà phóng nhanh vượt ẩu khi không thấy cái đội cảnh sát giao thông ở đâu thì rất nhiều cái trường hợp thì cũng đã xảy ra đau lòng khi mà một số cái đối tượng đã phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng rồi còn bốc đầu. Thì trong suốt thời gian vừa qua thì chúng ta được biết rất nhiều đến những cái vụ việc đó. Và nếu trong trường hợp mà những đối tượng này tự ngã, tự xòe rồi có thể tự ra đi thì chúng ta có thể nói một cái lời là như vậy là xong. Nhưng vấn đề nhiều trường hợp mà họ còn va chạm vào một số người khác thì đây là một số cái vụ việc mà mình thấy rằng rất là nhiều được mọi người đăng tải. Rất là nhiều người nói rằng là rất đau lòng khi mà một số cái đối tượng có thể nói rằng cực kỳ phóng nhanh và vượt ẩu, trong đó thì họ đã va chạm vào những người tham gia giao thông khi mà thiếu vắng những cái bóng của những anh áo vàng áo xanh. Thì đây là một vụ việc mà mình phải nói rằng rất đáng tiếc. Sau khi mà cái video đó được đăng tải lên các trang mạng xã hội thì lúc này nó đang nhận được rất là nhiều những cái luồng ý kiến trái chiều. Một số người thì cho rằng là cảnh sát giao thông họ làm đúng, như thế trong trường hợp mà họ dùng gậy để mà cản cái chị kia mà vào mắt thì có lẽ rằng là nếu như đúng trong trường hợp đó thì mình nghĩ rằng là họ sẽ phải có câu trả lời khi mà cơ quan chức năng họ sẽ tiến hành kiểm tra điều tra và xác minh rõ vụ việc này thì sẽ được đem ra xử lý công khai nếu như trong trường hợp mà cảnh sát giao thông họ làm sai. Còn vấn đề thì chúng ta biết rằng lúc này thì sau khi mà cái vụ việc đó được livestream tại khu vực đó thì người phụ nữ đó cũng đã được đưa đến trạm y tế xã để được thăm khám và kiểm tra. Thì còn những thông tin gì mới liên quan đến cái vụ việc này thì chắc chắn rằng mình sẽ lại cập nhật cho mọi người ở những video sau. Còn tất nhiên lúc này thì ai sai thì người đó sẽ phải chịu cái mức phạt, bởi vì nếu cảnh sát sai thì cảnh sát sẽ phải có lên tiếng. Còn phía mà người phụ nữ kia mà sai thì chúng ta sẽ biết rằng thì chờ cơ quan chức năng họ sẽ có những câu trả lời cho tất cả mọi người được biết. Bởi vì lúc này thì chúng ta chỉ biết rằng cộng đồng mạng xã hội vẫn đang phẫn nộ, khá là phẫn nộ khi mà cái video đó được đăng tải lên các trang mạng xã hội và cho rằng là cảnh sát giao thông đã vụt gậy vào mặt một người phụ nữ đi đường như vậy. Thì nếu trong trường hợp mà có thật thì đúng rằng là cũng có rất là sai. Vâng, chúng ta hãy chờ từ phía cái câu trả lời từ phía cơ quan chức năng xem là trong vụ việc này thì ai sai và ai đúng, thì mình sẽ lại cập nhật cho mọi người ở những thông tin sau. Còn video này mình xin được kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.